Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi. Lần này Khải soi sơ đồ tầm thánh cho em xem nha. Đây, sơ đồ tầm thánh em ơi, hiện tại anh cũng là một đường môn, đồ đạc khá là chắc. Đây cho anh em xem sơ đồ. Vừa nói mà anh chạy đâu tiêu rồi. Đây, hôm nay thì xém tí nữa, nói chung là nãy giờ anh em thì anh cũng top 1, top 2 nhảy liên tục và anh được 151 mạng và thủ vong 36 và giết nổ sơ 38. Liên chạm 29. Đó, cho anh em xem đồ này. Đây, đồ tầm thánh đây. Hiện tại thì hôm qua thì anh em cũng đã thấy thì Tâm Thánh có một cái nỏ tốc 30, sát thương 50. Nhưng mà đó chỉ nó nỏ thời gian thôi. Nỏ thời gian thôi. Và hiện tại bây giờ đây mới nỏ là vĩnh viễn này, đây mới nỏ là vĩnh viễn này. Tốc 30, sát thương 39 điểm. Đó, thương 39 điểm. Rồi, kèm với xét đồng bàn hồn Mỹ. Như anh em thấy hôm qua hôm kia vừa đấu giá xong xét đồng bàn 90 kim thì anh mở được xét đồng bàn đó là 16 năm. Và nhẫn là 28, sinh lượng lực và nhẫn 30 sinh lượng lực. Đó, 13x, 12x và ngập bội kháng cả 3. Nói chung là cộng lại thì cả set này được kháng cả 19 anh em ạ. Đó. Kháng cả 19. Set nó trong tầm này 90 kim khoảng tầm 5.8 đến 96 triệu thì cũng khá là tương đối ổn. Tại vì khả ép set ăn ban không là hơn 4 triệu đâu anh em. Thì tính ra thêm 1 triệu hơn nữa thôi thì lấy thêm được cái dòng hồn bỉ nữa, nó khá là đẹp anh em ạ. Sau này nếu như adder có mở chức năng rã phôi ép lại thì anh có thể rã ra ép lại. Đó, kiếm đồ mát. Rồi đây tiếp tục là những món tiếp tục hồn kim môn phái của anh ta. Đây là một bao tay địa phát này mày. Đây, cho anh em xem. Bao tay địa phát, bao tay đường môn, phòng thủ 25, sinh lực, nội lực và chóng và kháng làm chậm. Đó, chậm 49, chóng 32, phòng thủ 25. Và một cái nón địa phát 26, phòng thủ 40 chậm và sinh lực lực. Máy kiệt 3 cấp, 3 cấp. 3 cấp này 3 cấp bom thôi nè. Bom thôi nè. Hello Thị Ngô nha. Hello anh em. Và đăng một cái đài banh hàng, phòng thủ 27, sinh lực lực và thời gian chọn 47 và thời gian chậm 46 chứ. Tính ra thì set này làm chậm khá là nhiều. Kèm với cái áo 6 dòng 40, 20 thân pháp và 25 phòng thủ quân lý. Đó, cái này là áo xanh nha nè. Áo xanh nhiều khi nó đẹp hơn cái áo đường môn luôn anh em ơi. Áo đường môn chỉ có phục hồi với lại phòng thủ thôi. Đó. Rồi đôi giày thì đôi giày đang có cho mình một đôi giày top 40 chọn kháng hỏa. Đó, đang sở hữu một con bông tiêu nha nè. Bông tiêu này của anh cây vứt vai cho chạy để anh trải nghiệm, nói chung là khá là chắc. Với việc này thì hiện tại như Khải biết việc này đang có 5 kỹ năng nha mọi người. Hiện tại việc này đang có 5 kỹ năng nha nè. Một này, một mặt nạ này, hai là phi phong này, rồi càng khôn 2 cấp là 4, với lại dòng ban hội là 5 nè. Anh có một dòng tiêm phong là 5 kỹ năng cũng có nha nè. Đó, tính ra thì set đai thì 6 triệu, set đồng ban hồng mỹ 6 triệu, con bông tiêu này thì khoảng 5 triệu hơn, 5 triệu, còn 6 triệu nữa đây, 6 triệu nữa 12 triệu. Còn cái nỏ này thì hôm trước từ cái kiếm mua hơn 1 triệu thì trong 1 triệu thôi. Thì 13 triệu, 13 triệu với lại cái nón, bao tay, với là lưng. Ba món này hơn 3 triệu nữa, thì đã hơn mười mấy triệu rồi. Hai món tiếp nữa, chung là set đồ cả, tổng set đồ này hơn 15 triệu đó nè. Tổng set đồ này hơn 15 triệu đó nè. Nè, không, cái này 6 triệu nè. Đó, 6 triệu nữa 12, 3 món ăn bàn này, quên 3 món hồng kim này hơn 3 triệu nữa đây. Nói chung là vị trí hơn 15 triệu nè. Set đồ này hơn 15 triệu khá đẹp dành cho đường môn. So đến bây giờ thì khẳng định em này, cái con đường môn này là gọi là con đường môn No 1 luôn nè. Con đường môn No 1 server luôn nè. Chưa có đường môn nào đẹp hơn con này nha nè. Đúng rồi. Tính ra thì hơn 125, đâu 165 chậm đó nè. Nè, 49 làm chậm nè, 40 làm chậm nè, 40 làm chậm nè. Đó, 46 làm chậm nè. Thì tính ra này là hơn 170 làm chậm. Đó, 170 làm chậm với 4 món này nha nè. Còn chón thì hơn 120. Bao tay này, bao tay 32. Rồi đai lưng 47 là 32 x 47 tương đương gần 79. Đó, 79. 79 với kèm cái này 40 thì tính ra chón được 119, sắp 1 điểm nữa thôi. 1 điểm nữa thôi là được 120 chón. Quá dữ. Đó, với đường môn này thì 120 chón, 170 chậm thì anh em nghĩ đi, đánh cờ nào. Ok anh em xem thì đừng quên đỡ lại cho anh Tâm Thánh một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Đó. Quá chắc anh em ơi, set đồ đường môn khá bình. Quá chắc luôn. Đừng quên cho Tâm Thánh một like chia sẻ cho nha anh em. Khải đi boss anh em ạ. À.